Lê đừng đi đường đó, sợ đụng. Thấy được chưa? Đi gần quá. Gần quá không thấy. Đây em thấy đóng cửa lại em ồn dữ sao. Không em đồ có đồ nóng à, mụn đá của con nó tính bình thường không thầy? Không em. Chứ tính thường. Thì ý là của nó hả? Thì mụn đá là thường thường là tổng cô có đắp mặt dưới đèn à? Không. Không đắp mặt luôn. Do ly kem mụn đá không đắp mặt. Ai mới ly kem đúng không? Là em chưa. Ý là đắp mặt dưới đèn bình thường do đâu có bị lét da đâu. Không à? Không. Rơi 150.
rồi kìa, không có băng khô. Nước thấy vẫn dính trơn tay chứ. Đoạn thì sợ nhiều 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 mới quay phần này nè, phần này đen thui á. Nó nặng lưng mà lưng không có mà thấy ngứt. Đợi mà. Hay tự một lòng tia được một lòng bài lên. Làm trước lâu rồi, làm mấy lần rồi. Thì phải lấy cái ghế mà mọi người thì rất là đào lượm chết rồi mà chịu nghĩ làm được. Cục này nó đã này, nó đã có phần bình thường hơi đau. Cái đoạn chó em mát dễ sợ. Dịch làm chi làm được hả? Dạ. Mới làm hả? Dạ. Thì dịch có ai làm được đâu. Không đi được. Người tổng cẩm mà. Dễ sợ tụi nó cười. Từ đừng đưa qua máu đi. Cho nên có máu nhiều để nó chim ta. Nhìn có ghê. Chê không đưa cái gì. Thôi. Bỏ đi. Hồi nãy biết không
định không nặng rồi, định không không cắt chỗ nó rồi. Quay hả? Cắt lùng. Em một phút.